Vụ giang hồ chém nhau khiến một người tử vong, khởi tố vụ án, tạm giam một đối tượng. Liên quan đến vụ đâm chém nhau giữa hai băng nhóm giang hồ tại thành phố Quy Nhơn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm một đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ hai băng nhóm giang hồ đâm chém nhau vào rạng sáng ngày 16 tháng 5 tại ngã tư Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn khiến một người rớt cánh tay rồi tử vong, sáng ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tuấn, sinh năm 1993, ngụ hẻm 61 đường Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn để điều tra về hai tội danh trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 15 tháng 5, Lê Văn Khánh thuộc nhóm Nhà Đèn, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn lên phường Đồng Đa mua cỏ Mỹ về hút. Khi Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền ở gần đó thì bị Hiền chặn lại đánh vì lý do không mua cỏ Mỹ của Hiền. Tối cùng ngày, Lê Minh Hòa thuộc nhóm Nhà Đèn phát hiện vết thương trên tay Khánh, hỏi chuyện thì Khánh kể lại vụ việc bị đánh. Ngay sau đó, Hòa dẫn theo 5 người, trong đó có Lê Văn Khánh, lên nhà Huỳnh Văn Hiền đánh trả. Hậu quả, Hiền bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng trong tối ngày 15 tháng 5, em trai Hiền là Huỳnh Văn Hậu vào bệnh viện thăm Hiền thì được nghe kể lại sự việc. Ngay sau đó, Hậu điện cho Lê Minh Hòa để nói chuyện và hai bên hẹn nhau huyết chiến. Sau cuộc gọi trên, Lê Minh Hòa tụ tập nhóm khoảng 16 đến 18 thanh niên ngụ xóm Nhà Đèn tại hẻm 61 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, cùng với dao, kiếm mác. Lúc này, nhóm của Huỳnh Văn Hậu gồm 12 đến 15 người cũng chuẩn bị nhiều hung khí rồi đến điểm hẹn tại khu vực ngã tư Trần Quý Cáp, Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn. Khoảng 0 giờ ngày 16 tháng 5, khi nhóm của Hậu đến ngã tư nói trên thì nhóm Hòa phát hiện, cầm dao, mác xông tới. Một người trong nhóm của Hậu nổ súng uy hiếp nhưng không trúng người. Lúc này, một thanh niên bên nhóm Nhà Đèn hô xông lên, sau đó cả nhóm cầm hung khí ào lên. Thế vậy, nhóm của Hậu phải rút chạy. Do không chạy kịp nên một thanh niên bên nhóm của Hậu là LDD, 27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn, bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân.